Hai đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới sau Bitcoin là Ripple và Ethereum đều đã và đang vấp phải những tranh cãi dai dẳng về việc liệu chúng có phải là chứng khoán hay không. Nhưng tại sao việc này lại quan trọng như vậy? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đồng tiền điện tử được xem là chứng khoán? Hãy cùng Coi Sao 8 tìm hiểu trong video lần này. Ngắn gọn mà nói thì bị xem là chứng khoán là cơn ác mộng của các nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi này theo chiều sâu, đầu tiên hãy xem xét các quy trình pháp lý. Vào năm 1946, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tổ chức phiên tòa giữa SEC và W.J. Howey Co. Vụ kiện này đã tạo ra nền tảng cho một phép thử chứng khoán phổ biến hiện nay, được biết đến với tên gọi là phép thử Howey. Câu chuyện là vào thời đó, công ty Howey đã bán một phần trang trại trồng cam, cam thật đấy, không phải scam đâu, của mình cho các nhà đầu tư, những người mà mong chờ được nhận lại một phần lợi nhuận từ hoạt động của trang trại. Và cuối cùng thương vụ này đã bị tòa án tối cao liệt vào loại hợp đồng chứng khoán theo định nghĩa của thẩm phán Murphy. Thương vụ này bao gồm việc đầu tư tiền của một doanh nghiệp đại chúng mà lợi nhuận chỉ sinh ra từ nỗ lực của những người khác. Trong bài kiểm tra Howey của SEC, một hợp đồng đầu tư được định nghĩa là một khoản đầu tư bằng tiền. Thứ hai là có kỳ vọng về lợi nhuận từ việc đầu tư. Thứ ba là việc đầu tư tiền vào một doanh nghiệp chung. Và thứ tư là bất kỳ lợi nhuận nào cũng đến từ nỗ lực của người quảng bá hoặc bên thứ ba. Các thuộc tính này là lý do cho phát biểu của Chủ tịch SEC Clayton và cựu Chủ tịch Ủy ban Thương mại Tương lai Hàng hóa CFTC Gary Gensler liên quan đến việc các nhà đầu tư có thể phân loại một số lượng tiền điện tử như là chứng khoán. Như ví dụ các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đây là cách mà ba đồng tiền điện tử top đầu trả lời cho bài kiểm tra Howey. Chủ tịch SEC Clayton từng nói rằng: "Tôi tin rằng mọi ICO mà tôi từng nhìn thấy đều là chứng khoán. Ethereum đã tiến hành mở bán ICO, điều đó khiến cho nó có thể được xem là chứng khoán." Hay cựu chủ tịch của CFTC Gensler nghĩ rằng Ripple, XRP ấy, gần giống với chứng khoán nhất, trong khi đó Bitcoin chắc chắn là không thể được xem là chứng khoán rồi. Vậy thì nếu một đồng coin bị coi là chứng khoán thì điều gì sẽ xảy ra? Công ty chủ quản sẽ bị yêu cầu đăng ký với SEC và tiết lộ một số thông tin nhất định, như là mô tả về tài sản và mục đích kinh doanh của công ty. Hai là mô tả về bảo mật đang được cung cấp. Thứ ba là thông tin về quy trình quản lý của công ty. Và thứ tư là báo cáo tài chính về công ty được xác nhận bởi một bên kế toán thứ ba độc lập. Ví dụ như nếu Ethereum được cho rằng một loại chứng khoán thì có một vài kịch bản sau đây có thể xảy ra. Trước hết và cũng là quan trọng nhất thì giá của đồng tiền này sẽ bị giáng một đòn mạnh, vì khi đó các sàn giao dịch tiền số sẽ bị coi như là đang giao dịch chứng khoán bất hợp pháp. Và để tiếp tục, họ phải đăng ký chứng khoán với SEC, tất cả các hoạt động giao dịch sẽ bị buộc phải tạm dừng đến khi các thủ tục này hoàn thành. Thứ hai, việc bất tuân thủ luật chứng khoán có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt, bồi thường và xấu hơn nữa là bị kéo vào các quy trình tố tụng dân sự, khởi kiện bởi các bên bị thiệt hại trong quá trình mua bán chứng khoán. Những cá nhân hay doanh nghiệp bị buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký thậm chí còn có thể chịu các mức án tù, nhưng điều đó sẽ khó có thể xảy ra. Về bản chất, nếu Ethereum bị xem là vi phạm đến các quy định của SEC thì các tổ chức và sàn giao dịch cũng như các dự án ICO khác được xây dựng dựa trên nền tảng blockchain của Ethereum cũng sẽ phải chịu các chi phí là mức phạt hành chính mà thôi. Hầu hết các loại tiền điện tử không được quản lý bởi một công ty nào cả. Báo cáo tài chính được kiểm toán được xem là khá tốn kém và có thể không phù hợp với thị trường này. Ví dụ như là liệu chúng ta có giờ tìm hiểu rằng Ethereum kiếm được $1 cho mỗi xu đầu tư trong quý này hay không? Câu trả lời là không. Vậy chính phủ sẽ làm gì với tiền điện tử? Như đã nói từ trước, tài sản mã hóa là thứ gì đó không hoàn toàn phù hợp với các khung pháp lý hiện hành. Vậy nên có một số kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất là SEC và các cơ quan quản lý sẽ ép các sàn giao dịch tiền số và các dự án đối với luật hiện hành. Đây là kịch bản tồi tệ nhất như đã trình bày ở trên. Thứ hai, một kịch bản khác là tất cả các loại tiền điện tử phải đăng ký, nhưng các nhà quản lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích sự đổi mới trong lĩnh vực này. Và thứ ba là tiền điện tử sẽ được đưa ra một khung thời gian rõ ràng và thuận lợi để phù hợp với các điều khoản pháp lý hiện hành. Trừ Trung Quốc, hiện tại đã chọn cách quay lưng với tiền điện tử, các quốc gia khác còn đang khá ngập ngừng và nhiều khả năng sẽ kết hợp biện pháp thứ hai và thứ ba. Được rồi, giờ có vẻ khá dài dòng nhưng có thể tóm tắt lại trong những ý chính như sau.
Bị xem là chứng khoán là điều không hề tốt cho tiền điện tử vì khung pháp lý chặt chẽ cũng như nhiều vi phạm đến các đạo luật chứng khoán sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đến các dự án. Thứ hai, Bitcoin không phải chứng khoán. Thứ ba, Ethereum có thể được xem là chứng khoán. Thứ tư, Ripple hay gọi là XRP đấy, nhiều khả năng được xem là chứng khoán, nhưng họ cũng có khá nhiều luận điểm để chống lại các cáo buộc này. Thứ năm là các chính phủ không muốn tiêu diệt tiền điện tử mà chỉ muốn bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư. Trong video này, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những đặc điểm khiến một đồng coin có thể bị xem là chứng khoán và những kịch bản có thể xảy ra sau đó. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ những đồng tiền điện tử có nên được xem như là chứng khoán hay không? Hãy comment ý kiến của mình ở phần video bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại!